mặt xinh dáng chuẩn, phải cái hơi cay, kiểu ở chỉ thiên. Tôi nói thật bạn nhé, tôi mà như bạn nhé, tôi tán bằng được em này. Bạn có nhớ giọng em ý lúc đai ra không? Một người đàn ông vô trách nhiệm như thầy mà lại bắt người khác phải tôn trọng mình, thầy có thấy buồn cười không? Ông cười cái gì? Hay lắm đấy à? Ông có biết là vì cái gì mà con bé dám nói chuyện với tôi thế không? Vì ai? Cứu vãn một cuộc hôn nhân còn hơn là xây bảy tòa tháp. Nói chung là ân tình này ấy, tôi sẽ đời đời kiếp kiếp không quên. Thôi khỏi, ông chỉ cần đừng làm gì ấy. Xã hội nó tốt đẹp lắm rồi. Ông hiểu là bạn hay là cái nợ đời. Bạn là gì? Bạn có nghĩa là khi ta gặp khó khăn, họ sẽ hứng nạn giúp mình. Ông có tin là bây giờ chỉ một tin nhắn thôi, cái con bé với cái thai kia sẽ biết rõ tường tận địa chỉ nhà ông. À thôi, số điện thoại của vợ ông đi. Thôi. Ông đừng có tin. Đấy là trò để cô ấy gây sức ép thôi. Ông là bạn tôi, ông phải tỉnh đòn lên chứ. Thằng Hiếu này có ngu đâu mà để việc đấy xảy ra, đúng không? Không, không tin được. Gì mà căng thế, ánh mắt hình viên đạn nữa cơ. Thôi được rồi, từ giờ tôi sẽ không tái phạm nữa, không léng phéng, mà chỉ trí thú gia đình thôi. Tôi ghi âm hết rồi, nhá. Ở kìa. Ông mà còn tái phạm lần nữa, thì cái đoạn ghi âm này sẽ gửi trực tiếp cho vợ ông và một số người khác.